Vâng, em xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em xin giới thiệu một chiếc kính đến từ một cái thương hiệu của Mỹ. Đó là Oliver Peoples. Đây là một hãng kính được thành lập tại Mỹ năm 1986 ha. Đây là thương hiệu kính cao cấp của Mỹ. Năm 2007 thì gã khổng lồ Luxottica mua lại cái hãng kính này. Đây, em dạy được hai cây nha. Rồi, để em giới thiệu. Đây là cái tem của nó nè. Kính này được sản xuất tại Italia ha. Oliver Peoples, model là OV5186. Đó. Đây là cái full hộp nha. Rồi. Đây nó có cái hộp giấy bên ngoài ha. Rồi, cái hộp của nó đây. Oliver Peoples Los Angeles ha. Đó. Đây hộp của nó nè. Đó, đây là hộp kính ha. Trong đây thì nó có giấy tờ nè. Một cái thẻ. Đây. Đây là khăn này ha, còn mới mới full box luôn. Rồi đây là hộp kính của nó nha. Đây hộp của nó nè. Đó, này biểu tượng của cái hãng kính nha. Rồi đây em để em giới thiệu. Còn mới nguyên nè. Cái này em chưa có lau chùi bất cứ cái gì hết. Hàng về là full box nó vậy. Đây gọng kính nè. Gọng kính nè. OV5186 ha, 1003. Kích thước là 47 23 150. Kích thước này trên dưới trung bình là mang đều được nha. Kính này nam nữ mang đều được. Đây là loại kính thời trang. Đó. Những ai mà làm việc văn phòng á, tiếp xúc với máy tính nhiều nên đeo cái này ha, nó chống ánh sáng xanh ha, cực kỳ tốt luôn. Và cũng là một chiếc kính thời trang đeo vô rất là đẹp nha. Đó. Trên cái tròng kính là nó có in chữ thương hiệu nè, Oliver Peoples nè. Rồi. Ai mà tiếp xúc với lại máy tính nhiều hoặc là chơi điện thoại nhiều nè, hoặc là làm việc trên điện thoại đó thì với một chiếc kính này á thì nó hỗ trợ mình rất tốt, bảo vệ mắt nha. Đây là một thương hiệu kính đến từ Mỹ nha. Sản xuất tại Ý dưới tập đoàn Luxottica. Đó. Bây giờ trụ sở của hãng kính này vẫn ở Los Angeles, California, Mỹ nha. Rồi, để cho các bác tham khảo về cái giá ở trên mạng nha. Rồi đây. Mình sạc vô cái hãng cái tên thương hiệu với lại cái model của nó ha. Rồi. Đây. Đó. Cái này là trang web của hãng luôn nha. Đây là trang web của hãng luôn. Đây giá của hãng đây, 384 đô, nó tầm khoảng hơn 9 triệu á. Đó. Đó, nam nữ đều đeo được nha, rất là thời trang, bảo vệ mắt, chống ánh sáng xanh. Nam nữ đều đeo được nha. Đó, cái giá trên mạng là thế, nhưng mà em săn sale về giá rất là tốt.
em sang sale về để tầm khoảng nửa giá so với cái này thôi đó. Hàng chính hãng 100% nha, đầy đủ hộp full box. Rồi em về được chỉ có 2 cây thôi, về được có 2 cây này thôi, đợt sau nó về thì mấy cây nữa loại kính kính râm á. Còn cái này là dạng kính kính không phải kính râm, thuộc dạng kính giả cận chứ không phải kính cận nha. Mình đeo bảo vệ mắt khi mà ngồi làm việc trên máy tính nhiều, hoặc là đeo ngoài trời ban đêm mình đi event, đi hội thảo dự họp này hay này kia là mình đeo cũng rất là tốt, rất là đẹp, sang trọng. Đây là thương hiệu kính rất là cao cấp nha, của Mỹ, đến từ thương hiệu của Mỹ. Đây, về được 2 cây, cũng về được một số cây Ray-Ban nữa, với lại một cái thương hiệu kính Oakley này cũng của Mỹ nè. Đó, kính này kính thời trang nè, thể thao nè. Mới về được mấy cây nữa, anh chưa có soạn ra, mà có cây này về giá tốt quá. Anh chị em, cô chú anh chị mà có nhu cầu á, thì liên hệ em nha. Nam nữ đều đeo được, cái size trên dưới trung bình đeo ok nha, em đeo vừa y luôn nha. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn quan tâm theo dõi nha.